Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhân Nhân TV. Thì ngày hôm nay cũng sắp tới ngày tựu trường rồi, cho nên ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những video những tháng ngày đi học trong năm lớp 9 của mình và những người bạn. Coi như cái này là video kỷ niệm đi ha. Ok, được rồi, vô thôi. Cùng gương quỷ nào đây? Biết không? Mày ơi, tụi tao lấy cái mũi của tao. Tao tụi bánh mượn tụi bánh cho. Tụi bánh cho. Mày không lấy đồ của tụi bánh tặng tao. Có một ai tụi bánh tặng tao. Mày nói cho mình nghe. Tao ra ngoài là để vô của mày vô. Trong tay mình mới vừa nãy giờ khi đang học với các bạn thì tự nhiên trên trời con xuống một món quà đi các bạn ơi, một món quà nhé. Bây giờ mình sẽ inbox quà cho các bạn xem nha, và món quà này được gửi từ Xuân Nhi và Bích Cham nha các bạn. Tao không biết, trả cục gom cho tao coi. Cục gom cho tao. Hôm bữa mình kể cho các bạn nghe. Hôm bữa nó cũng làm y chang vậy với mình. Nó lấy cục gom của mình đấy các bạn. Nó dùng cái hùng nhát các bạn. Không có dùng cái hùng nhát. Nó nói. Nó dùng cục gom của mình như hùng nhát nha. Nó nói là dùng cục gom của mình. Nhưng mà nó chưa trả cho mình nữa. Nó nói là cục gom. Nó dùng cục gương của mình vô hồn ghé các bạn. Rồi mình mới tưởng thiệt, mình mới dùng cục gương của nó vô hồn ghé. Đây nó ngu, nó mới tưởng thiệt. Ai dè ai dè cục gương của mình nằm trong cặp nó các bạn. Chờ cục gương đâu. Tao dùng, tao dùng đồ nó tụi bây giờ làm sao. Thôi cái cặp kêu ghé không. Phải bỏ tiếp nữa hả? Không, mẹ đi con mẹ. Ôi sao tụi này nó phí quá à, giá người ta không có đi bài. Các bạn có thể nói không? Các bạn có thể nói không? Cảm động. Yeah!
trời. Ủa sao con quỷ này quay hoài đó? Đó là gương mặt thật của mày. Ba mẹ sinh ra thì để vậy đi, đừng có lo. What? Nope. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Đừng quên nhấn cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye. Bây giờ mình khuyên ở đây.